Em chào toàn thể anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. Hôm nay thì em lại lên được 5 con chim cho anh em tham khảo lựa chọn 5 con chim. Hôm nay thì em cũng chỉ lên clip em quay bằng điện thoại, em chia sẻ bóng bộ tương tá cho anh em tham khảo anh em nhé. 5 con chim hôm nay thì càng về cuối càng những con đẹp anh em. Anh em theo dõi hết clip để biết được thông tin của chim. Và nếu thấy clip của em hay, đừng quên để lại cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ anh em nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu với anh em con chim lồng số 456 này anh em. Thông tin của con 456 này là một con chim tách AV ra, chim bộ trung to và không có tật lố gì. Và con lồng số 456 này thì em chia sẻ cho anh em tham khảo giá là 900 anh em nhé. Giá là 900. Anh em nhìn clip em quay bằng điện thoại mà con chim nó cũng đứng hình đứng bộ như này. Khi mà cái con chim nó lên thái độ, ví dụ như mà em quay bằng máy quay, nó lên thái độ con chim nhìn sẽ ok hơn rất là nhiều anh em nhé. Đó, còn giờ em chuyển qua con tiếp theo cho anh em tham khảo là con lồng số 015 này nha. 015 này thì cũng là một con chim tách AV ra, con này bộ trên trung một chút anh nhỉ. Và con chim không có tật lối gì anh em nhé. Cái đuôi của nó nhảy nhiều cho nên nó hơi cùn một chút, với cái mỏ hơi xước một chút thôi anh em ạ. Đó, và cái con lồng số 015 này thì em cũng báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 900 anh em nhé. Hai con đầu tiên giá là 900 một con. Đó, chim thì anh em yên tâm, em bao trống bao tật lối cho anh em. Đó, chim em chia sẻ móng bộ thì chắc chắn em phải tuyển chọn những cái con nó đẹp thì em mới lên em chia sẻ bóng bộ tương tá cho anh em, chứ không thể nào mà em đi chọn những cái con chim mà nó xấu để em chia sẻ cho anh em về anh em phàn nàn rồi đổi trả anh em nhá. Cho nên anh em bắt anh em cứ yên tâm anh em. Đó, còn giờ em chuyển qua con tiếp theo cho anh em tham khảo là con chim trước màn hình anh em đang xem. Con này thì ở lồng số 188 anh em ạ. Đó, và cái con này là một con chim nó đang thay lông, đang ra lông màu chứ không phải là lông màu cui anh em. Nhưng mà cái con chim anh em để ý cái tách đỏ to, rồi cái mặt, cái yếm của con chim nhìn rất là ok đúng không anh em. Con này thì cũng là một con chim tách AV ra, bộ thuộc to anh em nhé, chưa phải là to hẳn nhưng mà thuộc to anh em. Đó, và cái con 188 này thì không có tật lối gì. Và em báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000. Đó, con này thì nó nổ giọng rất là ác rồi và giọng rất là hay anh em nhé. Cho nên là anh em bắt anh em cứ yên tâm mà nha. Đó, với cái màu tuy là đang ra nhưng mà với cái gốc màu như vậy thì kiểu gì kiểu bóng bộ của con chim cũng rất là liền lạc chứ không phải là màu khuyết. Cho nên anh em cứ yên tâm mà nha. Yếm áo động cân đối. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo là con lồng số 200 này cho anh em tham khảo. Cái mẫu con 200 này thực sự em nhìn em rất là thích anh em. Nhìn cái con chim nó lăng xăng, nó nhanh nhẹn, với cả nhìn cái bộ của nó ôm bộ. Màu thì không quá dài, nó lân thì kiểu nó nếu mà nó đá lân anh em ạ, nó mà lên hết màu hết bộ là đá lân anh em nhá, kiểu đá lân kim anh em. Và con lồng số 200 này thì cũng là một con chim tách AV ra, chim bộ trung to dài đòn anh em. Bóng bộ tương tá thì anh em cũng có thể thấy trên clip rồi. Này là em quay bằng điện thoại nhưng mà bóng bộ nó còn nhìn như này. Nếu mà quay bằng máy quay khi con chim nó lên thái độ chắc chắn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều anh em. Và cái con lồng số 200 này thì em cũng báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này giá là 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000. Đó, thực sự cái con này em rất là kết nó nha. Con chim mà nhanh nhẹn, một con bùi với cả cái dòng chim mà nhát nhát như này thực sự gột lên chơi sau này nó chơi rất là thích anh em ạ. Đó, bóng bộ tương tá kìa nha. Lồng số 200 là giá 1.200.000. Còn giờ em chuyển qua con tiếp theo là con lồng số 353 này cho anh em tham khảo anh em nhé. Một con chim bóng bộ anh em nhìn rất là liền lạc đúng không anh em.
Và cái con lồng số 353 này thì cũng là một con chim tách Aviza, chim bộ trung to, mặt lông dài đòn và không có tật lúa gì. Và cái con 353 này thì em cùng báo giá, em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con này, giá là 1.600.000 anh em nhé, 1.600.000. Đó thì con này cũng là con cuối cùng trong clip ngày hôm nay em lên cho anh em tham khảo. Hôm nay em lên được tổng 5 con à, anh em ngắm mà ưng con nào thì anh em liên hệ cho em à, còn anh em nào mà không ưng thì em lại hẹn anh em clip khác anh em nhé à, tất cả chim mà em chia sẻ cho anh em bao trống bao tật lối và bảo hành đầy đủ cho anh em, cho nên anh em mà bắt anh em cứ yên tâm anh em nhé.